Hello anh em, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5. Đây, bây giờ là 8 giờ 36 phút đầu phiên. Thị trường hiện tại thì mình hướng dẫn anh em cái cách mà anh em chọn lọc cổ phiếu nó tốt nhé. Đến ngày hôm nay nhé. Ví dụ anh em dùng một cái đường trung bình là đường MA20 thôi. Đây một đường trung bình. Đấy, MA20. Thì anh em cứ dùng một cái đường này, thị trường đang giao dịch dưới MA20 đúng không? Thì anh em cứ thấy con nào trên MA20 thì anh em cho vào danh mục cho mình. Chưa mua nhé. Thậm chí là có thể anh em cho vào để anh em theo dõi, anh em thăm dò cũng được. Nhưng mà không nhất thiết là cứ con đấy là phải mua cho anh em lọc. Ví dụ banh thì anh em thấy con nào trên MA20 ạ? Này là mình đã nắm được rồi, ví dụ Liên Việt này. Cho danh mục ngay theo dõi, đúng không? Đấy, SHB này, cho danh mục ngay theo dõi. Techcombank này, danh mục ngay theo dõi, đúng không? Đấy, tiếp tục này, chứng khoán thì mình chưa thấy con nào. Chứng khoán chưa thấy con nào. Thép này, thép thì có Hòa Phát trên chưa? Hòa Phát cũng chưa, Hòa Sen, Nam Kim thì đều chưa rồi. Vậy thì thép thì chưa có con nào cả. Bất động sản con gì? Bất động sản chắc có TCH. Đấy, lưu vào, đúng không? Khu nghiệp thì có con gì? Khu nghiệp ví dụ anh em có IDECO này, lưu vào, đúng không? Bắt đầu có SSC này, lưu vào, đúng không? Đấy, xong rồi dầu khí, xong rồi bán lẻ. Đấy, bán lẻ thì ví dụ như là có FPT công nghệ này, đúng không? FRT này, lưu vào, đúng không? Đấy, MWG này, lưu vào. Đấy, vận tải này, có gì? Zimandep này, lưu vào. Đúng không? Chú ý chứ. Thủy sản này, Vĩnh Hoàn, lưu vào. Đúng không? Đấy, xong bắt đầu là hóa chất phân bón thì có gì? DGC, đấy, chúng ta phải có danh mục như này này, xong chúng ta lọc. Nó rất là dễ. Đấy, điện, điện ích kiểu này. RE, đấy, lưu hết vào. Rồi, sau khi lưu vào xong thì làm gì? Sau khi ông lưu vào xong rồi thì bây giờ ông phải chờ xác nhận của thị trường. Đấy, chờ xác nhận của thị trường. Nhiều anh em chờ xác nhận xong anh em mới mua. Ví dụ lên đây có một cây bùng nổ theo đà FTD mà anh em gọi là FTD đấy đúng không? Thì anh em bắt đầu anh em mua. Nhưng mà với cái trường hợp mà MA20 nó đang cắm xuống như này ấy, thì anh em phải ý dung là dù có lên thì nó bắt đầu nó quay lại nó test, xong nó bắt đầu nó tích lũy ở trên này, nó bắt đầu nó mới lên tiếp. Đấy, thì những cái vị thế của anh em khi mà anh em mua ở dưới những cái vùng như này ấy, mà đặc biệt là khi nó test lại thì anh em mua ít thôi. Và mua ấy, thì nên mua những con vượt MA20 mà sau đó nó test lại rồi. Thì sau này thì rất dễ những con đấy sẽ là con lead. Mình chỉ hướng dẫn anh em như thế thôi. Đây là trong trường hợp anh em cược thị trường đi lên nhé. Còn nếu từ đây mà nó đào xuống thì anh em vẫn đứt. Đào qua đáy này thì những con đấy vẫn đứt. Anh em hình dung không ạ? Chứ không phải là anh em bảo là nó khâu đi thị trường mà không vỡ đáy là nó lại ngon. Không có chuyện đấy. Vỡ đáy thì nó con nào đi hết. Nhá, cái này do trình độ phán đoán các thứ của anh em nữa. Đấy, ví dụ đoạn này, sau này mình hướng dẫn thêm anh em cái này đấy nhá. Liên quan đến cái con FPT này. Con này là một con mà mẫu hình nó xác nhận trước này. Thì các cái con leader nó sẽ đi theo cái form mẫu hình này. Đấy, ví dụ đây là những cái form mà mình gọi nó là form phá vỡ kênh. Đấy, hay là gãy rũ, phá vỡ kênh đi lên. Thì rất nhiều con nó sẽ đi theo form này. IDC này. IDC. Đấy. Đấy, đấy phá form này. Chưa đi theo form này lắm nhưng mà nó đang na ná như vậy. Đấy, RE này, FRT này. Đấy, toàn form theo kiểu kênh song song rồi gãy lên thôi. Đúng không? Ôi giời. Đấy. Vậy thì đây chính là những cái form hay còn gọi là cấu trúc dẫn dắt. Và khi mà cái cấu trúc dẫn dắt nó hình thành thì các cổ phiếu nó sẽ follow theo cái dạng như thế. Và đây có thể là những cái cổ leader sau này. Để anh em chú ý, anh em theo dõi. Để khi mà bùng nổ xong test lại hay là như thế nào đó, hoặc là khi mà anh em canh mua thăm dò lấy vị thế, thì phải ưu tiên những cái con như thế này. Trước mắt là như thế. Xong hàng ngày chúng ta lại lọc thêm, bổ sung danh mục. Loại con yếu ra, loại con yếu ra. Thế vậy khi mà vào sóng một cái là sóng chính thức ấy, là anh em cầm toàn con ngon rồi. Tất nhiên phải mất thời gian. Không mất thời gian thì có vậy thì có mà đi đầu tư có khỉ ấy, mà đầu tư được ngon ấy nhá. Đấy là một cái cách lọc đơn giản. Tất nhiên còn rất nhiều cái yếu tố phán đoán khác và phân tích khác, nhưng đây là một trong những cái cách để anh em bổ sung vào cái kiến thức chọn lọc cổ phiếu của anh em mà nó đơn giản, nó dễ hiểu nhá. Chúc anh em đầu tư thành công.